thưa tất cả quý vị, làm MC để được thay đồ. Ca sĩ suốt một live show người ta thay quá trời, nhưng mà MC cũng chuẩn bị đâu chịu thua quý vị. Thái Hùng và Thanh Loan chuẩn bị người sáu bộ đồ đó, bao biết có cơ hội thay không quý vị? Quý vị thấy sao? Được không? À dạ được, khán giả cảm ơn quý vị. Ủa anh Hùng, như em thấy anh mới đổi nghề hả anh Hùng? Đâu có, tại vì dạo này anh làm bên hàng không đó em. Ủa hàng không là sao là anh? Là có nghĩa là không có hàng thì ở không. Anh này, anh làm gì bên hàng không? Nói thật không giấu với em, cái ngành nghề của anh nó khủng khiếp lắm. Anh khiếp mà sao anh? Nếu mà trong hàng không mà không có anh là không ai đi đứng gì được hết trơn. Em hiểu quan trọng. Ủa vậy cuối cùng là anh làm cái khâu gì, nó quan trọng ra làm sao nè? Bán vé, anh không bán vé đâu có ai đi đứng gì được, anh làm anh bán vé. Trời ơi. Thôi nói thật với chọc em thôi, vậy thích bộ đồ này quá, thích được làm không quân nhưng mà không có được nên may rồi xin phép mặc vậy thôi. Và thú thật với quý vị là hôm nay Thái Hùng và Thanh Loan có mặt trong chương trình, cảm thấy từ đầu chương trình đến giờ có quá nhiều những nhạc phẩm mà nhân vật chính đã chọn rất là xuất sắc và rất là hấp dẫn. Và tiếp nối sẽ là một liên khúc, em nghe em não lòng luôn. Sao não lòng? Trời anh là đàn ông, anh nghe em muốn khóc nãy giờ. Em biết sao không? Liên khúc được kết hợp từ nhạc phẩm Tiền nè. Tiền là vui chứ, mình có tiền không vui chứ. Không có, cái này nó ngược lại. Không có tiền. À, đó, trời ơi, mới bị tình tiền. Phụ. Trời ơi, tình phụ thì nó phải có cái gì? Trời cái đêm cuối. Đêm cuối xong rồi mình buồn quá, buồn hay mình cười có tiền hay cười khác, cười không có tiền. Gì vậy, nụ cười là giống nụ biệt cười đó. Biệt ly. Rồi, nhưng mà cái liên khúc này đặc biệt với ba nhạc phẩm anh giới thiệu vừa rồi đều là những sáng tác nổi tiếng của danh ca Ngọc Sơn. À, của đó, và ca bây Ngọc giờ Sơn. Em nghĩ rằng nếu cái liên khúc này mà được thể hiện từ cái nhân vật chính trong chương trình này nó sẽ như thế nào? Vâng, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nam ca sĩ Gia Hi. Ê, thầy là đẹp trai quá hả? Cảm ơn anh ạ. Xin chào đại công tử. Ủa Hiên, sao em chọn cái liên khúc gì buồn dữ vậy? Loan biết không, chọn tiền. À tiền mà... Tiền là không có tiền đó. Không có tiền thì rồi tới không, không có tình. Rồi không có tình đi tới cái mức độ nào? Buồn quá, đêm cuối suy nghĩ. Đêm cuối rồi người ta bỏ mình, ta đi rồi sao? Không khóc được, phải đàn cười. Ông đâu có khóc được, đàn ông đúng. Phải cười, nhưng mà cười sao? Chua chát quá à, cười à, biệt gọi, ly luôn. Gọi là nụ cười biệt ly. Tại sao em lại chọn một cái liên khúc với những nhạc phẩm nó buồn như vậy, thất tình hả? Nói thiệt anh nghe coi. Anh không, em không có thất tình anh ạ. Nhưng mà em rất là đam mê cái này và em rất là thích cái bài của anh danh ca Ngọc Sơn hát bài này. Và em cũng chọn trong một cái live show của em để làm một cái điểm nhấn của cái bài hát của anh danh ca Ngọc Sơn. Và em muốn tạo cho tất cả các cô, các chú, các anh chị và các bạn đây để làm một cái điểm nhấn trong live show của Tình Cảm Muôn Thuở của Gia Hiên ngày hôm nay. Thật là ý nghĩa, tại vì Loan biết không, những nhạc phẩm này là tại anh cũng là trong giới sáng tác, anh biết là danh ca Ngọc Sơn sáng tác bài Đêm Cuối ha. Là dạ, vào năm 89 à. Đấy. Rồi bài Tiền thì gần đây, nhưng mà Nụ Cười Biệt Ly là vào năm 2000 lẻ mấy. Và có nghĩa là ý Gia Hy muốn sâu chuỗi những nhạc phẩm nổi tiếng này dạ, và thành một liên khúc dạ, đúng. Và dạ. Để gửi đến tất cả quý khán giả đến với chương trình live show Tình Ca Muôn Thuở 3 này. Anh, dạ, em thấy như vậy là khán giả cũng phần nào đã hiểu được là cái tâm tình của anh Gia Hy trong cái live show này rồi đó. Rồi bây giờ anh nghĩ nè, nếu mà nói như vậy hoài mà Gia Hy không hát kỳ lắm. Kỳ lắm. Mà nếu Gia Hy hát, anh với em đứng đây cũng kỳ thôi, anh em vô. Đúng rồi, mình đứng đây. Đó thôi, vô ở lại Gia Hy nha. Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gần, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là cõi đọa này, thì cớ sao gây oan thù vì dân lợi mà đau. Vì kiếm tiền phụ nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đùa đòi vì một chữ tiền.
duyên mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đùa đòi, vì một chữ tiền. Người ơi có nhớ có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Ân tình tự như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chỉ ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình giờ đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong di vắng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, bỏ tôi góc duyên bè ba. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau dạ rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu chẳng lòng tôi. Đường em đi lụa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần. Tìm đâu một lối cho đôi mình, tôi đành chấp nhận bè bạn. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi người ơi. Vì tình yêu không mua bằng lời nói, bằng trái tim chân thành. Và tình yêu không phải như thơ, một túp lều chắn đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Mình vừa hé bên chân trời, giờ tối nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tối nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt. Kính thưa tất cả quý vị, làm MC để được thay đồ, ca sĩ suốt một live show người ta thay quá trời, nhưng mà MC cũng chuẩn bị đâu chịu thua quý vị. Thái Hùng và Thanh Loan chuẩn bị người sáu bộ đồ đó, bao biết có cơ hội thay không quý vị? Quý vị thấy